vào cho ba lô vô vô chỗ nè. Mình đang làm món nấm trộn nè. Thử ba lô cho đây tới cho thơm nè. Bên chai là nấm. Nấm là thay thế thức ăn hàng ngày cho mọi người. Nấm này là nấm đùi gà. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi nè. Món này xong chín nguội rồi là mình sẽ đưa ra vào cái thau, rồi cho vào thau răm hành tây trộn và chanh. Rồi, chưa chín mà. Nấm này là làm được tất cả mọi thứ, thức ăn trong ngày, nấu canh cũng được, xào cũng được, trộn cũng được. Công dụng ram hành tây chút nữa nguội rồi mình với trộn vào. Ăn kèm với bánh tráng sốt ăn rất là tuyệt trong chả ăn. Cố gắng ăn chay. Ăn chay là nhanh tiêu, tốt cho sức khỏe.
nấm nguội chín xong, nấm nguội mình sẽ tét ra, đưa ra có nguội rồi mình mới trộn vào được, chứ không thì nó xài hết ba cái rau và hành. Ha ha ha,